Xin chào, chúng ta lại đến với S News, bản tin cập nhật các thông tin công nghệ diễn ra trong tuần. Và bây giờ là tuần 2 của tháng 8. Trong tuần này thì những thông tin liên quan đến việc các hệ điều hành được cập nhật, cũng như là những câu chuyện tiếp theo về việc Samsung đang đi xuống như thế nào, sẽ là những nội dung trọng tâm. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của S News tuần này. Bản tin S News sẽ bắt đầu với hàng loạt các thông tin liên quan đến việc cập nhật mới cho các hệ điều hành. Đầu tiên sẽ là thông tin về iOS 8 bản beta thứ 5. Và việc iPhone 6 đã được định ngày công bố là vào ngày 9 tháng 9 thì có thể thấy iOS beta 5 sẽ là bản thử nghiệm cuối hoặc gần như là cuối cùng trước khi nó xuất hiện chỉnh tề trên iPhone 6. iOS beta 5 thì mang đến các cải tiến nhỏ như là bộ công cụ theo dõi sức khỏe HealthKit thì có thể giúp hiển thị chỉ số sức khỏe trên màn hình khóa và nó còn có thể đo dung tích phổi. iCloud thì cho phép lựa chọn giữa việc tải về ảnh chất lượng cao từ đám mây iCloud hoặc là lựa chọn chỉ giữ lại ở iPhone bức ảnh chất lượng thấp hơn. Một tính năng nhỏ nữa là SMS Relay sẽ hiển thị thông báo khi một máy chạy iOS 8 hoặc là OS X Yosemite yêu cầu truy cập vào tin nhắn. SMS Relay là một phần của bộ tính năng Continuity cho phép những người dùng iPad hay là máy Mac gọi điện và gửi tin nhắn khi đã liên kết với iPhone. Trong khi Windows Phone 8.1 vừa mới chỉ bắt đầu được tung ra chính thức thì Microsoft đã bắt đầu thông báo về việc sẽ tung ra bản update 1 phiên bản cập nhật tiếp theo cho hệ điều hành di động của mình. Và cũng như lần cập nhật Windows Phone 8.1 lần trước thì những ai có tài khoản lập trình viên đăng ký qua App Studio của Microsoft là đã có thể tải về bản update 1 này. Một số tính năng mới nổi bật được Microsoft đưa ra cho bản update 1 của Windows Phone 8.1 gồm có tính năng tạo thư mục trên màn hình Start bằng cách kéo một ô gạch và một ô gạch khác, khả năng trộn nhiều tin nhắn vào thành một tin nhắn và gửi đi, có thể xóa được cùng lúc nhiều nhật ký cuộc gọi, tin nhắn hay là danh bạ. Tính năng Apps Corner thì cho phép lựa chọn những ứng dụng để khi giao máy cho người khác, người đó chỉ dùng được những gì đã chỉ định. Đây là tính năng được cải tiến từ Kids Corner trước đây và nó thích hợp với mục đích sử dụng của các cá nhân, tổ chức muốn giao máy chỉ để dùng cho các mục đích như là công việc hay học tập. Ngoài ra thì Windows Phone 8.1 Update 1 còn có các ứng dụng liên kết với phụ kiện cho phép nhận thông báo trên điện thoại di động từ đồng hồ thông minh, từ ốp điện thoại hay là từ bộ theo dõi sức khỏe, vân vân. Còn về kết nối mạng thì người dùng đã có thể kết nối Internet 3G, 4G qua Bluetooth, có thể chia sẻ kết nối này. Có thêm hỗ trợ kết nối mạng riêng ảo VPN theo chuẩn L2TP, cho phép kết nối với nhiều dịch vụ mạng riêng ảo hơn nữa. Trong khi đó thì một tin buồn với người dùng HTC là Microsoft thông báo sẽ tạm dừng cập nhật Windows Phone 8.1 Update 1 cho hai mẫu là HTC 8X và 8S. Nguyên nhân có thể nằm ở vấn đề trình điều khiển và HTC cũng đã thông báo điều này trên forum của hãng, đặc biệt là về vấn đề 8S không đủ điều kiện tiêu chuẩn về phần cứng để chạy được bản update 1. Nguyên nhân mà HTC đưa ra là máy chỉ có bộ nhớ trong 4GB, còn về 8X thì có lẽ tương lai có thể sẽ sáng sủa hơn khi HTC lại nói khác với Microsoft khi khẳng định rằng sẽ vẫn cập nhật cho chiếc máy này, mặc dù trong tương lai gần thì hãng này sẽ cần phải kiểm tra tính ổn định của hệ điều hành trước khi tung ra cho người dùng. Trong tuần này thì cũng có một số mẫu điện thoại di động mới đáng chú ý được tung ra trên thế giới. Ngày 5 tháng 8 thì Lenovo đã cho ra đời một phablet màn hình 6 inch có tên là Vive Z2 Pro, có tên mã là K920. Máy có những thông số cấu hình rất hấp dẫn. Đầu tiên là màn hình lên đến 6 inch với độ phân giải Quad HD rất hợp thời, với độ phân giải là 2560x1440 và mật độ điểm ảnh lên đến là 490 ppi. Máy có thiết kế nhôm nguyên khối và chỉ mỏng có 7,7mm với các màu là bạc titan, vàng và đen. Cấu hình của Vive Z2 Pro thì rất ổn với bộ xử lý Snapdragon 801, xung nhịp 2,5GHz, mức RAM là 3GB và bộ nhớ 32GB không kèm khe cắm thẻ nhớ. Camera là 16MP có bộ ổn định hình quang học. Lenovo có vẻ rất chú trọng khả năng chụp ảnh của Vive Z2 Pro với việc máy được trang bị khả năng chỉnh tay các thông số và nhiều bộ lọc nâng cao. Điểm đáng chú ý khác là dung lượng pin của máy rất khủng, lên đến 4000mAh và máy này bắt đầu bán ra từ khoảng tháng 9. Còn chiếc điện thoại đầy tai tiếng Redmi Note với xi găng đan theo dõi và thu thập dữ liệu người dùng của Xiaomi thì cũng vừa được nâng cấp lên phiên bản hỗ trợ chuẩn mạng 4G LTE cho thị trường Trung Quốc. Trong bài đăng trên trang Weibo của mình thì Xiaomi cho biết phiên bản phablet Redmi Note với hỗ trợ 4G nhẹ hơn phiên bản thường 10g, có màn hình 5,5 inch và thay vì dùng bộ xử lý MediaTek thì bản 4G này quay sang dùng dòng Snapdragon 400 xung nhịp 1,6GB và có mức RAM là 2GB. Máy cũng có camera 13 chấm và nguồn pin rất lớn là 3100mAh. Và dù có hỗ trợ thêm chuẩn mạng 4G LTE, chuẩn FDD LTE
nhưng máy vẫn giữ được giá bán siêu thấp chỉ là 999 nhân dân tệ, tức là khoảng 3,4 triệu đồng Việt Nam. Dòng tin về sự đi xuống của Samsung sẽ tiếp tục trong tuần này với những thông tin đáng buồn tiếp theo. Đó là Samsung đã để tuột mất vị trí số 1 của mình tại hai thị trường quan trọng nhất ở thời điểm này trên thế giới, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Và kẻ lấy đi danh hiệu đó của Samsung không ai khác lại toàn là những thương hiệu nội địa. Một báo cáo đến từ công ty nghiên cứu Canalys thì đã vinh danh Xiaomi với những bước phát triển thần kỳ trong vài tháng gần đây để trở thành nhà sản xuất thiết bị cầm tay hàng đầu tại Trung Quốc, đẩy Samsung xuống vị trí thứ hai. Trong quý 2 năm nay thì Xiaomi đã giao đến 15 triệu máy ở Trung Quốc, tăng tới mức 4,4 triệu máy của cùng kỳ năm ngoái, tức là tăng trưởng đến 240%. Trong khi đó thì Samsung bị giảm lượng máy bán được từ 15,5 triệu xuống còn 13,2 triệu đơn vị trong cùng khoảng thời gian này. Được biết là trong buổi bán hàng ngày 5 tháng 8 vừa qua của nhà bán lẻ Flipkart tại Ấn Độ thì 15.000 chiếc Xiaomi Mi 3 đã được bán hết chỉ trong vẻn vẹn có 2 giây. Tin xấu vẫn còn chưa hết với Samsung khi một báo cáo khác từ Counterpoint cho biết là Samsung tiếp tục xảy chân trong quý 2 tại Ấn Độ vào tay một nhà sản xuất nội địa là Micromax. Nếu tính toàn bộ số điện thoại được giao, bao gồm cả máy thông minh và máy thường, thì Samsung chỉ chiếm 14,4% thị phần, để cho Micromax hất cẳng với 16,6% thị phần. Mặc dù vậy thì Samsung có thể tạm an ủi khi nếu chỉ tính riêng mảng smartphone thì hãng này vẫn chiếm đến 25,3% thị phần, còn Micromax kém hơn khá nhiều với 19,1%. Tại Mỹ thì Samsung cũng đang phải hứng chịu sự cạnh tranh rất là khốc liệt từ những tên tuổi như là HTC và LG, đặc biệt LG thời gian gần đây đang ngày càng mạnh lên. Và phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là những hàng loạt những dò rỉ mới từ những mẫu điện thoại di động đang được quan tâm. Trước hết thì chúng ta sẽ có thêm loạt thông tin về niềm hy vọng sẽ giúp Samsung hồi phục, đó là chiếc Galaxy Alpha, hay còn được gọi những cái tên khác là Galaxy F hay là Galaxy F Alpha. Loạt hình tiếp theo cho thấy rõ ràng các cạnh nhôm sẽ bao quanh phần thân máy như thế nào. Và các hình ảnh thì còn cho thấy máy đã hoạt động được tại Trung Quốc. Một số hình ảnh khác lại là phiên bản màu đen của mẫu Galaxy Alpha này, có dòng chữ LTE A nắp lưng, gợi ý đây là bản dành cho Hàn Quốc. Máy còn được đem so với iPhone để so bì độ mỏng. Galaxy Alpha sẽ chỉ có màn hình độ phân giải là HD 720p và có thể sẽ dùng dòng vi xử lý Exynos 5433 mới nhất, được dự đoán là cũng sẽ có mặt trên Galaxy Note 4. Và theo bức hình mới nhất đến từ tài liệu của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ FCC thì máy sẽ có tên mã là G850, dày khoảng 7,6mm, màn hình vào khoảng 4,7-4,8 inch, dự kiến ra mắt ngay vào 13 tháng 8, tức là thứ tư tuần sau. Tiếp theo, một video quảng cáo cho G3 Beat, phiên bản nhỏ gọn của G3 đã làm lộ diện thêm một chiếc G3 khác, đó là G3 Stylus. Theo Korean Times thì đây là một bản nằm giữa G3 thường và G3 Beat với cấu hình tầm trung và một màn hình lớn hơn. Chính vì vậy nó sẽ không cạnh tranh với Samsung Galaxy Note 4. Người ta dự đoán là G3 Stylus này sẽ có màn hình Full HD và bộ xử lý Snapdragon 400. Cấu hình của chiếc Moto G thế hệ thứ 2 cũng đã bị lộ trên trang GX Bench với tên gọi có thể là Moto G2 hoặc Moto G+1. Máy vẫn sẽ có màn hình 720p nhưng kích thước nâng lên là 5 inch. Bộ xử lý tiếp tục là Snapdragon 400 và đồ họa là Adreno 305. Camera thì được nâng lên thành 7 megapixel ở mặt sau và 2 megapixel ở mặt trước. Như vậy là đã được nâng cấp đáng kể. Vừa rồi là những thông tin, tin tức công nghệ tổng hợp trong tuần đến từ S News. Và cũng đừng quên ngày mai chúng ta vẫn còn có bản tin S Focus cập nhật các thông tin về thị trường công nghệ di động trong nước và thế giới. Hẹn gặp lại những bản tin tiếp theo.